mọi người trồng nấm ha, có thể nè luộc nước dừa chấm với tiêu chanh nè, kho xả ớt nghệ nè, rồi là nấu cháo nè, xào giấm chanh nè, rồi nấu canh lộn với mùng ngót mùng tơi nè, nói chung tại trong trọng gì cho ăn đó mọi người. Gặp lại cô ta còn đau đau. Bây giờ mình còn gì thì mình nấu đó mọi người ơi. Còn nấm á, nấm là chăm hái chăm bỏ tủ lạnh vậy nè. Đó, tại sáng em đi em hái bỏ tủ lạnh vậy nè mọi người. Đây, chồng có 6 phôi nấm á, chồng có 6 phôi nấm á, bữa giờ ăn mệt xỉu luôn đó. U là trời, cái nè mọi người, sâu bệnh nè, có riệp sáp nè, thiệt ngắt dục một hồi trong lấy đồ trong đốt nữa. Tình hình là mình trồng hồ dưa leo thì mình phải ăn dưa leo mọi người, tại mình để nữa là nó sẽ bị già đó, cho nên mình phải ăn cho nó gấp rút. Hồi chỗ trong chiều nay ánh hoàng hôn kìa, đẹp ghê chưa kìa. Ôi ôi. Ái chà chà, mày mập thế này sao? Chị sẽ cắt mày. Đó, xào với mực. Phải cắt mấy trái đó mọi người, cắt mấy trái đó đặng cho mấy trái này nè. Đó, nó đang chỗ bông nè, đặng cắt trái đó đặng cho mấy trái trên này nó đậu. Chỉ là em muốn ôm chặt anh lúc này, giữ chặt anh lúc này không buông tay. Trái dưa leo này hôm qua Trâm ăn chưa hết. Do hôm qua là nhiều món mọi người, hôm qua là hai món có thịt nữa, hôm nay là Trâm ăn chỉ có một món thôi. Nhiều quá ăn không có hết. Bữa tiếp cần ăn cắt xào ăn. Mấy anh này thì để chỉ để tạo mùi thôi. À, có cỏ nè. Cỏ dại còn chám lại đây nữa à. Đó. Đưa tay em ngắt cái cọng ngò, em ngắt cái cọng ngò. Chứ thương anh mà muốn đứt ruột. Giả đò ngó lên này anh ơi, có thấu tình em chăng? Quá trời ngon luôn. Xịn sò con bò luôn. Trời hơi ngoài lề một chút xíu mọi người. Giá của Trâm nè, sau một đêm nè. Ôi ôi. Nó mập bay lớn như nè, nó dài mới có một đêm thôi đó mọi người. Đó, đậu xanh ngâm nước lạnh cũng được mọi người, nếu mà ngâm nước hơi ấm ấm cũng được. Đó, xong rồi lót cái khăn, lấy cái khăn bậy lại. Đó, xong rồi hàng ngày tưới. Sáng em đi làm em quên tưới luôn, ngày nay em tưới một lần rồi đó, mới có một đêm mà nó dài vậy đó mọi người. Đó, rồi tưới bỏ nước. Rồi bắt đầu Trâm sẽ lấy cái bọc đen Trâm bọc lại. Cái bọc này nó hơi nhỏ nhưng mà Trâm bỏ sau cái ghềm là nó tối ok. Rồi Trâm sẽ giấu nó vô trong chỗ tối. Mọi người biết tại sao giấu trong chỗ tối không? Tại vì có ánh sáng nó sẽ quang hợp. Nó sẽ quang hợp thì nó sẽ có chất diệp lột, cho nên giá mình dễ bị đắng. Chòa, trái này hái sao lại nó già hơn cái trái hôm qua Trâm hái nè mọi người. Ghê không? Bởi vì dưa leo phải ăn triệt để, không là nó bị già, với lại cái đợt sau nó không có đậu trái nhiều. Nấu ăn theo những gì tổ tiên mách bảo mọi người: dầu hào, tương ớt, ớt bột, dầu điều, tiêu, rồi hai muỗng đường thì quất vô hai muỗng nước mắm. Trâm quen rồi, cứ cái này hai kia, mà một này thì một kia vậy đó. Không quên lấy cái muỗng đường chứ. Hai muỗng đường thì quất hai muỗng nước mắm vô là nó sẽ vừa. Bạn nào mà muốn ăn mặn thì ba muỗng nước mắm. Rồi cho vô thêm nửa muỗng bột ngọt nữa, cho nó bắt đầu nó mất trí nhớ với người ta đồ. Đánh lên. À, một manh chăng non. Cho vô miếng dầu tỏi mọi người. Đó, cho vô miếng dầu tỏi. Rồi bắt đầu cho cái hỗn hợp này vô mọi người. Đó. Trời ơi, hôm quá các cô chú mình thành phố buồn sẽ không thích điều này đâu. Bắt đầu cho mực vô. Bữa nay một món duy nhất rồi mọi người ơi. Rồi đoạn này nhanh trí cho một ít củ hành vô nữa mọi người. Đó. Rồi Trâm sẽ cho hết rồi, Trâm quên cắt còn cái đặt còn một cục mực nó ra đen xì lì rồi. U là trời, cho dưa leo vô luôn. Ôi ôi ghê thiệt, dữ thiệt, mà Trâm bữa nay ghê quá mọi người ơi. Thi MasterChef 300 móc mùa 4. Để khoan, đoạn này nấm Trâm dắt bớt nước mọi người. Tại vì á, đó mọi người thấy nước không? Tại vì mực xào với dưa leo là nó đã ra nước lắm rồi. Nấm này hồi nãy Trâm rửa em chưa dắt nè. Thả vô phải dắt nữa, em cho nó gáo. Rồi bắt đầu em cho rau cần vô. Đó. Ui xong rồi, chín rồi mọi người ơi, chín rồi.
Hơi ngon ngon mà hơi dở dở. Tự nấu tự khen mọi người, ngon xuất sắc. Ngon thiệt. Cứ tỷ lệ một một, kiểu gì cũng ok. Ôi ôi, hấp dẫn mọi người ơi. Thơm phưng phức, kìa có chuẩn bị ăn cơm con. Ôi thơm phưng phức, thơm phưng phức. Con à, ăn cơm, nhanh lên. Ngon không con? Ngon. Con chừng nóng nha. Ăn xong rồi bắt đầu học bài nha, học bài tiếp nha.